Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và nhất là sức khỏe. Vâng, hôm nay thì chúng ta um, thật ra Cali Sài Gòn muốn chia sẻ đến quý vị về vấn đề con trai của bà Nguyễn Phương Hằng muốn đặt 10 tỷ đồng xin cho mẹ mình tại ngoại. Ở bên hải ngoại thì uh, vấn đề việc mà tại ngoại hồ tra đối với chúng ta có thể beo ra À, với bằng một số tiền nào đó mà chính phủ đưa ra ở Việt Nam thì không biết uh, cái chuyện này có hay không nhưng ở Mỹ này thì chuyện này chỉ là một cái chuyện bình thường mà thôi và việc thứ hai là biệt thự cổ gần 700 tỷ của bà Trương Mỹ Lan dừng thi công uhm, và lý do tại sao thì chúng ta cùng với nhau chia sẻ và tính đầu tiên thì chúng ta nói về bà Nguyễn Phương Hằng con trai của bà Nguyễn Phương Hằng vừa có đơn đề nghị đặt 10 tỷ đồng nhằm đảm bảo hai thế biện pháp tạm giam cho mẹ được tại ngoại để điều trị bệnh. Giống như là tiền thế chân nhớ quý vị, nếu mà chúng ta đặt cái một cái tiền bell bond ra ở ngoài đó một số lớn chúng ta mà có làm cái gì thì cái số tiền đó sẽ quy vào công quỹ của nhà nước Ngày 24 tháng 10, ông Nguyễn Quang Tuấn, 32 tuổi, ngụ quận 7, là con trai của bị can Nguyễn Phương Hằng, có đơn gửi tới cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, tức là viện kiểm soát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị được đặt tiền nhằm đảm bảo thay thế biện pháp tạm giam cho mẹ được tại ngoại để điều trị bệnh. Đơn của ông Tuấn trình bày là theo hướng dẫn tại điều 7 thông tư liên tịch số 06/2018 TTNLT của Bộ Công An um, vào ngày 7 tháng 8 năm 2018 có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2018 về các điều kiện được áp dụng biện pháp ngăn chặn đặt tiền để bảo đảm để thay thế biện pháp tạm giam quy định tại điều 122 Bộ luật Tố tụng hình sự của năm 2015 có hiệu lực từ tháng 1 ngày 1 năm 2018. Tôi nhận thấy mẹ tôi có hội đủ điều kiện như sau: phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, chưa có tiền án, có địa chỉ cư ngụ rõ ràng. Trước khi bị bắt thì mẹ tôi có nhiều bằng khen, giấy khen của nhiều cơ quan rồi tổ chức xã hội về hoạt động từ thiện. Sau khi bị bắt đến nay, mẹ tôi cũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức được sai phạm và cam kết không tái phạm. Hành vi của mẹ tôi không thuộc các trường hợp không được áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm. Ngoài ra thì ông Tuấn còn trình bày là bà Hằng hiện đang mắc các bệnh như là cao huyết áp nè, rối loạn lo âu Rối loạn tiền đình Thiếu máu tim cục bộ Rối loạn luy khuy ba máu Luy khuyết là cái gì mình không hiểu Mất ngủ kéo dài U sơ tử cung à, Phải thường xuyên điều trị Gần cả chục năm nay rồi Đồng thời bà Hằng là người chăm sóc mẹ già hơn 90 tuổi Và hai đứa con nhỏ nữa Là người đang điều hành hoạt động doanh nghiệp Với rất nhiều người lao động Do vậy con của bà Hàng làm đơn này xin được đặt số tiền để đảm bảo là 10 tỷ đồng để thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam cho mẹ của mình cho đến khi kết thúc vụ án. Trong đó, cũng ông Tuấn có đơn gửi đến cơ quan tố tụng tại thành phố Hồ Chí Minh xin khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt và xin cho mẹ mình được tại ngoại. Sau đó bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục gửi đơn tới cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh, viện kiểm soát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xin được bảo lãnh tại ngoại. Trong đơn, bị can Hằng trình bày bản thân có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong đại dịch Covid-19. Vâng, thì đó là những gì mà con của bà Hằng đã gửi đơn và cũng như uh, nói với lại uh, cơ quan cảnh sát điều tra uh, bằng một số tiền tương ứng tương xứng như thế nào đó để đảm bảo cho bạn được ra ngoài trị bệnh. Ở à, đây thì Cali Sài Gòn chỉ chia sẻ theo một cái góc độ uh, là cập nhật tin tức của những tờ báo Việt Nam thôi quý vị. Có những quý vị uh, thích hay không thích mà mình cũng uh, không hiểu sao nữa. Um, nói mắc cười thì cũng phải là mắc cười mà nó buồn không mắc cũng không phải là buồn có nhiều vị lên chưa gì chơi nghe thì lên chửi rủa ư sẹo xẹo vâng nghe à, nói nặng nói là nói này nói kia mà ở đây mình chỉ là người youtuber và cập nhật tin tức để chia sẻ có một số khán giả thì họ không có đọc tin tức họ chỉ thích nghe youtuber chia sẻ lại mà thôi thì các bạn cũng thông cảm những tờ báo viết như thế nào thì những người youtuber chỉ chia sẻ lại thôi chữ uh, Cali Sài Gòn không có bình luận, không có thêm dầu, thêm mắm cũng không hơn bớt một câu nào hết. <laughs> vâng, ở vụ án uh, Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan thì không ai mà không biết phải không quý vị ham? Nó có liên quan đến nhiều lãnh đạo chức vụ nè ha, rồi có liên quan đến uh, vua bất động sản à, ở uh, Lý Gia Thành ở Hồng Kông nữa rồi à, có liên quan tới Trung Quốc hay không thì chúng ta à, tự đọc báo và tự nhận xét thôi nha. Ở nơi đây mình không phải là dẫn dắt quý vị để quý vị đi theo con đường mà suy nghĩ của mình. Quý vị tự nhận xét thôi. Nha. Vâng, biệt thự cổ gần 700 tỷ của bà Trương Mỹ Lan dừng thi công. Lý do tại sao? Ngay khi bà Trương Mỹ Lan chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt, nhà thầu xây dựng tại khu biệt thự nằm ở góc đường Bà Nguyễn Thanh Quang và võ văn tần đã rút đi có mặt tại công trường này chúng tôi được bảo vệ ở đây cho biết là ngay sau khi bà trương mỹ lan bị bắt công an đã đến đây và làm việc sau đó nhà thầu đã thông báo đóng cửa công trình ngưng thi công quan sát cho thấy bên trong đã không còn công nhân nhưng vật tư vật liệu máy móc vẫn còn ngổn ngang ở nơi đó Tại đây có vài bảo vệ được giữ lại để bảo vệ công trình bên ngoài tòa nhà gần như là đã hoàn thiện được rồi. Bức tường bao bọc tòa nhà các công trình phụ bên ngoài cũng đã được xây dựng gần xong. Năm 2015, bà Trương Mỹ Lan thông qua công ty CP Minerva mua lại căn biệt thự cổ này với giá là 35 triệu Mỹ kim tương đương khoảng 700 tỷ đồng khi đó. Được biết, công ty CB Minerva thành lập ngày 28 tháng 7 năm 2015, có vốn điều lệ lên tới là 200 tỷ đồng. Căn biệt thự này trước đây có cái tên là biệt thự Phương Nam do hai cụ Đặng Kim Chi sinh năm 1938 và Nguyễn Kim Sa Giang sinh năm 1934 là chủ sở hữu của Nguyễn Kim Sa Giang, quốc tịch Mỹ, còn cổ Đặng Kim Chi sống tại chính căn nhà ở trên. cái nhà được xây dựng trên khu đất 2.819 m2 theo kiến trúc Pháp cổ là nhà cấp 2 hoặc cấp 3 gồm 2 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 2.000 m2. Khi thị trường bất động sản sôi động, căn nhà trên đã được rao bán với giá là 47 triệu đô la. Ngay sau khi mua lại căn biệt thự này thì bà Trương Mỹ Lan đã cho trùng tu lại theo nguyên bản. Vào năm 2019, Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã cấp phép xây dựng cho công ty Stone West Limited của Singapore là nhà thầu của công trình này. Do căn biệt thự nằm trong một danh sách được bảo tồn có lẽ là các biệt thự cổ cho nên mới được nằm trong danh sách bảo tồn Nên chủ công nhân của công trình này chỉ được trùng tu sửa chữa nguyên trạng mà không được xây dựng mới Đó là quy quy định đó quý vị ha Kiến trúc sư người Pháp Nicolas Vister là trưởng nhóm trùng tu các biệt thự 110-112 Võ Văn tầng và cho rằng khó khăn nhất của công trình là phải trùng tu tòa nhà sát với phiên bản gốc nhất có thể. Do đó, để sửa chữa căn biệt thự này, đội ngũ của ông phải tìm ra được những vật liệu phù hợp, lựa chọn những uh, nguyên vật liệu quý, hiếm, rất khó tìm như là gạch ceramic được thiết kế tại Việt Nam và sản xuất ở Pháp, khung sắt ở Lan Can đặt tại Pháp, Đức và vận chuyển đường biển về Việt Nam để lắp đặt. Kính thông gió cửa kính được sản xuất từ những năm à, 20 của thế kỷ trước từ châu Âu, tranh tường do họa sĩ chuyên nghiệp vẽ. Để trùng tu các biệt thự này, ông đã phải nhờ đến các chuyên gia và người lớn tuổi tại Huế, Đức, Ý để nghiên cứu về nước sơn, tranh tường cũng như phương pháp sơn. Vẽ được sử dụng tại căn biệt thự. Ông cũng nhờ ông Sabaston, một bậc thầy về đồ sắt người Pháp hỗ trợ về các họa tiết trang trí bằng sắt được sử dụng trong căn biệt thự. Các chuyên gia đã cùng với nhau nghiên cứu khảo sát trong khoảng một thời gian là 3 năm rồi. Dự kiến tòa nhà sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Tuy nhiên, khi gần hoàn thành thì dự án phải dừng thi công dự án phải dừng thi công thì chúng ta cũng đâu đủ biết tại sao và lý do gì phải không quý vị ha thật là đáng tiếc một cái dự án mà cái biệt thự cổ này sắp được hoàn thiện rồi và ở tại sài gòn chúng ta lại có thêm một cái cái ngôi nhà cổ được bảo tồn như vậy nhưng mà rất tiếc là phải dừng thi công lại phải cái chuyện này nó gian dở giữa chừng và không biết chừng nào à, sẽ được thi công lại đây Vâng, thì chúng ta hãy cùng với nhau chia sẻ những lời bình luận của khán giả nha. Độ Trung Nguyên Vậy ai là người trả công cho nhà thầu? <laughs> ok Hoàng QC Dừng thi công thì không có gì khó. Nhưng khi nào thì thi công lại, nguồn kinh, kinh phí thì từ đầu ra. Thì đây là một câu hỏi hơi khó. Hải Nguyên Văn Thật đáng tiếc cho một công trình thuộc loại cổ và đẹp như thế này, rồi đây có thể sẽ bị xuống cấp nếu không được hoàn thiện. Thật tiếc cho công sức của các kiến trúc sư và công nhân khi còn bé mình đã học lớp mẫu giáo tại đây với tên gọi là Trường Quốc Tuấn. Bây giờ mình đã U70 rồi. Wow, như vậy là cái nhà này cũng khá là lâu lắm rồi phải không quý vị, ha? Bùi Ngọc Quảng, nên cho thi công tiếp nếu như tài sản này bị tịch thu hoặc khóa giá để bồi thường những thiệt hại khác thì biệt thự này sẽ vẫn có giá trị hoàn chỉnh với chỉ số sở hữu sau này còn như dừng thi công dở dang việc mời lại các nhà thầu và đặc biệt là các chuyên gia trùng tu rất là khó nhưng việc mà tiếp tục thi công thì ai sẽ là người đứng ra để chịu trách nhiệm người ai sẽ trả tiền cho nhân công và những nhà thầu không quý vị ha đây là và đây cũng phải là một con số lớn chứ không phải là một con số nhỏ nữa ừ. và ai mới là người có đủ trách nhiệm cũng như là họ pháp để đứng ra nó rất là khó mà là dễ đâu Phú à, VTSB công trình được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng à, Bác bảo vệ thì đang ngủ thì phải <laughs> Ok các bạn Nên cho những lời bình luận cho nó Có vẻ tích cực lên chút xíu đi nào ừ. Anh Tuấn Nguyễn Thực ra VTP Là Vạn Trường Phát ha Họ làm khá chỉnh chu Và cẩn thận bảo tồn từng chi tiết Cho công trình này Hy vọng dù người đứng đầu bị bắt Nhưng doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động Để hoàn thiện à, công trình này ừ vâng đúng vậy à, mình hy vọng là nhà nước việt nam hay là có ai đó sẽ có trách nhiệm và để hoàn thành cái công trình này tại vì ngôi nhà biệt thự này là ngôi nhà cổ cần được bảo tồn chứ nếu mà dừng bây giờ thì nó mai một lắm không quý vị ha vâng cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ tin tức về bà nguyễn phương hằng và à, ngôi nhà biệt thự cổ của trương mỹ lan bị dừng thi công cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn lại tất cả quý vị trong một video lần sau